Netizen Trung Quốc giải thích với người dân họ rằng, ở Việt Nam, tuy nhìn bề ngoài người dân họ nghèo, nhưng thật ra họ rất giàu và sự giàu có họ luôn ẩn giấu đi. Đó cũng là hiểu lầm lớn nhất về Việt Nam của người Trung Quốc. Các bạn thân mến, trên mạng xã hội dưa hấu video của người Trung Quốc đã đăng tải một video nói về sự thật ở Việt Nam. Qua lời kể của một chàng trai vlogger người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người này đã chỉ ra những hiểu lầm lớn nhất mà người Trung Quốc đang suy nghĩ về Việt Nam từ trước đến nay. Người này đã nói với cư dân mạng Trung Quốc rằng, tôi đã sống ở Việt Nam rất nhiều năm, tôi thấy rất nhiều người nói rằng Việt Nam là một đất nước nghèo nàn và lạc hậu. Thậm chí, một số phương tiện truyền thông nước ngoài còn đưa chỉ số hạnh phúc của Việt Nam xếp ở top cuối. Thực sự theo tôi, Việt Nam mới là một thiên đường hạnh phúc. Tôi đã mất vài năm để tìm hiểu điều đó. Những lời nhận xét được viết bởi những người làm truyền thông trong và ngoài nước nói về Việt Nam trước đây là hoàn toàn sai sự thật, nhưng rất nhiều năm sau vẫn còn rất nhiều người tin vào điều này. Sau đây tôi sẽ phân tích và giải thích cho mọi người trong video này. Vlogger này lại nói tiếp, sự hiểu lầm lớn nhất của người Trung Quốc về Việt Nam, trên thực tế Việt Nam vẫn là một nước nghèo. Mặc dù GDP bình quân đầu người năm 2019 đã tăng rất nhiều so với 15 năm trước, nhiều người Trung Quốc đang tin vào các phương tiện truyền thông trong nước nói rằng Việt Nam sẽ không thể phát triển được, hay là họ sẽ nghèo mãi. Nhưng tôi nghĩ rằng nền kinh tế Việt Nam đang phát triển vượt bậc. Rất nhiều người đi du lịch ở các nước Đông Nam Á nói rằng trông Việt Nam nghèo hơn các nước khác. Đó là bởi vì hầu hết mọi người chỉ đơn giản là đến Việt Nam du lịch có vài ngày và chưa sống ở đây lâu dài. Như khách sạn của tôi đang ở, chỉ nhìn qua cửa sổ thôi thì đã thấy những tòa nhà hay những ngôi biệt thự lộng lẫy. Những ngôi nhà đó thuộc về những người giàu có ở Việt Nam. Người Việt Nam chủ yếu sống trong các ngôi nhà từ 2 đến 3 tầng. Đây là một điều rất mới lạ đối với du khách Trung Quốc mới đến Việt Nam, bởi vì ở Trung Quốc, người dân chủ yếu sống tại các tòa chung cư chật chội và ngột ngạt. Những ngôi nhà ở Việt Nam là những biệt thự nhỏ ở khắp mọi nơi. Đô thị hóa ở Việt Nam rất thấp, khác với Trung Quốc. Những thanh niên Trung Quốc phải mua được căn hộ nếu muốn kết hôn, còn ở Việt Nam, đa số thanh niên chỉ cần ở với bố mẹ. Điều đó có nghĩa là một ngôi nhà ở Việt Nam có thể sinh sống cho nhiều thế hệ. Họ không áp lực và không có gánh nặng về thu nhập. Tôi đã sống ở Việt Nam được 20 năm. Tôi ngạc nhiên vì những ngôi nhà mà tôi đã thấy từ 20 năm về trước vẫn còn được giữ nguyên và nhìn vẫn còn mới. Tôi nghĩ có thể do không khí ở đây rất tốt, chủ nhà chú ý bảo dưỡng thường xuyên. Khi bạn đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy những tòa nhà lớn chọc trời. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền trong những năm gần đây. Người giàu ở Việt Nam sở hữu rất nhiều tài sản, đặc biệt là bất động sản. Nên những hiểu nhầm Việt Nam là một nước nghèo là không thực tế. Việt Nam bây giờ rất phát triển và tương lai sẽ trở thành một công xưởng tiếp theo của thế giới. Đó là tất cả nội dung mà chàng trai vlogger người Trung Quốc đã nói trong video. Sau khi video đăng tải, đã thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận đến từ cư dân mạng Trung Quốc. Vậy cư dân mạng Trung Quốc đã nói gì? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tôi thấy Việt Nam không nghèo chút nào. Người Việt Nam họ cũng có nhà riêng trên đất riêng, ai thèm về ở chung cư chứ? Có một thực tế là Việt Nam đã phát triển tăng tốc trong những năm gần đây. Tôi ở Việt Nam được 2 năm, quả thực ít căng thẳng hơn cuộc sống trong nước, đặc biệt là đàn ông Việt. Mức sống quyết định áp lực cuộc sống, và người châu Phi thậm chí còn ít bị căng thẳng hơn. Người châu Phi không phải không có áp lực, nhưng không có bất kỳ ước mơ nào. Người châu Phi không có những kỳ vọng xa hoa trong cuộc sống. Đàn ông Việt Nam uống cà phê trong quán cà phê suốt ngày, và lối sống của họ cũng khác. Việt Nam cũng là một nước tiêu thụ cà phê lớn. Bạn này nói đúng, đàn ông Việt Nam họ uống cà phê suốt ngày. Để uống được cà phê suốt ngày như thế, thì họ phải có tiền và có rất nhiều tiền mới làm được như vậy. Chứ cơm không có mà ăn, thì lấy tiền đâu mà uống cà phê, đúng không các bạn? Việt Nam đã thực hiện cải cách, mở cửa, theo kịp thế giới. Dân số ít thì thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng rất nhanh. Việt Nam không phải dân số ít, dân số tăng nhanh mà dân số trẻ lại đông. Chỉ với cơ cấu tuổi hợp lý thì mới có thể phát triển nhanh chóng. Điều này đã cung cấp được số lượng lớn lực lượng lao động. Việt Nam không nghèo, nhà ở Hồ Chí Minh có giá khá cao. Việt Nam thua xa Trung Quốc về mọi mặt. Việt Nam quả thật không nghèo, đất đai thuộc sở hữu tư nhân, ngoại trừ các dân tộc thiểu số ở trên núi, người Việt Nam thực sự giàu có. Việt Nam không nghèo nhưng cũng không giàu lắm, cũng như không sung túc, nhưng cuộc sống của họ rất là hạnh phúc và không áp lực. Cái gọi là huyền thoại phát triển của Việt Nam chẳng qua chỉ là tin đồn do phương Tây cố tình bịa đặt và một nhóm đông đảo dư luận đang không ngừng thổi phồng tin đồn này. Việt Nam thực tế không có tương lai gì cả.
Đàn ông Việt không làm việc nhà, ít đi làm, tối ngày ngồi cà phê tán gẫu. Có dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí ở Việt Nam không? Mỗi gia đình Việt Nam đều có một ngôi nhà kiểu Pháp với khoảng sân nhỏ, điều này xảy ra ở cả nông thôn và thành thị. Nhìn chung, Việt Nam là một nước nửa công nghiệp, nửa nông nghiệp. Việt Nam có khí hậu tốt và người Việt Nam cần cù hơn người Ấn Độ, người Lào và người Campuchia. Việt Nam không nghèo, các công trình xây dựng còn hơn Ấn Độ và người dân Việt Nam bình thường giàu hơn Ấn Độ. Không cần phải nói, lợi thế của Việt Nam được thể hiện qua sự hài lòng và cọ sát của người Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là quyết tâm cải cách rất mạnh và rất hiệu quả. Nhiều nước không thể so sánh nếu không có quyết tâm đó. Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và mức lương nói chung vượt quá 1.500 nhân dân tệ, tương đương 5,2 triệu Việt Nam đồng. Chắc chắn sẽ vượt qua Trung Quốc, nhất định sẽ vượt qua Đức và Nhật Bản. Đàn ông nước ta không lấy được vợ sẽ tìm cách tiêu tiền để lấy vợ Việt Nam. Các bạn thấy đó, một số người dân Trung Quốc đang có tư tưởng dùng tiền để mua vợ Việt Nam. Họ cứ nghĩ rằng chỉ cần bỏ một ít tiền là có thể lấy được một cô vợ xinh đẹp ở Việt Nam. Đúng là ảo tưởng quá mà. Dân số Việt Nam 97 triệu người, với dân số đông như vậy, khó có thể trở nên giàu có nếu không có nỗ lực phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Nền kinh tế Việt Nam quá nhỏ, để có thể hấp thụ một dòng tiền lớn khổng lồ như vậy, kiếm được một phần tiền và chịu mức giá hạng 2 trong nước. Việt Nam tương đương với Trung Quốc năm 2000, tuy chưa giàu nhưng nhiều nơi đã giàu, đâu đâu cũng giàu, mặc dù sức mạnh tổng thể của Việt Nam có thể không bằng Trung Quốc. Một gáo nước đổ vào sa mạc chẳng có tác dụng gì, nhưng tiêm vào bể cá nhỏ vẫn có thể nuôi được rất nhiều cá. Mặc dù tiền của nhiều công ty nước ngoài không được tính vào GDP của Việt Nam, nhưng nó thực sự luân chuyển ở Việt Nam chắc chắn là rất có lợi cho họ. Nhà mỏng, cửa không thực dụng và trang trí đẹp, tòa nhà không có thang máy, phòng bên trong lộn xộn. Có rất nhiều người nói người ta giàu, cũng có nhiều người nói người ta nghèo. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó tôi thấy một nhóm người Việt Nam đi nghỉ ở một đất nước gần đó và tôi sẽ thừa nhận rằng họ giàu có. Việt Nam là một đất nước phức tạp. Ô tô, xe máy và đồ gia dụng của Việt Nam thực sự quá đắt và sức mua không cao. Hầu hết giá cả của Việt Nam không thấp hơn giá trong nước, có nơi cao hơn nhiều so với giá trong nước, nhưng thu nhập bình quân đầu người thấp hơn nhiều so với nước ta. Người Việt Nam hàng trăm năm chưa bao giờ giàu. Hạnh phúc hay không phụ thuộc vào khoảng cách giàu nghèo sao? Dân số Việt Nam giảm 2/3 và chỉ số hạnh phúc tăng vọt ngay lập tức. Người Việt Nam rất thích thư giãn và uống cà phê, vì vậy họ khá vui vẻ. Tôi đã ở lại Hồ Chí Minh và hầu hết các bạn trẻ Việt Nam đều rất hài lòng với cuộc sống và tràn đầy hy vọng về tương lai, giống như khi chúng ta cải cách và mở cửa. Tôi đã không biết Việt Nam giàu hay nghèo, nhưng có rất nhiều người Việt Nam sang đây làm việc và có rất nhiều cô gái Việt Nam đã lấy chồng ở đây. Việt Nam còn nghèo, nghèo chẳng kém gì Quảng Tây. Tuy nhiên, đà phát triển của Việt Nam tốt hơn Quảng Tây, sẽ vượt qua Quảng Tây và để lại khoảng cách trong thời gian tới. Nhà khá đẹp, đặc biệt là mình thích màu sắc tươi sáng, môi trường trang trí hoa lá cây cối, sân vườn tốt, phong cảnh biển nhiệt đới thì càng tuyệt. Hiện tại môi trường của Việt Nam cần được cải thiện một cách vững chắc. Về an ninh, với những điều kiện tiên quyết này thì triển vọng của Việt Nam sẽ tốt đẹp. Sau khi phát triển thì mức sống của người dân cần được cải thiện. Giá của Việt Nam đắt hơn nhiều so với Trung Quốc và lương thấp hơn nhiều so với của Trung Quốc. Phụ nữ Việt Nam sung túc hơn, nói chung là sung túc hơn phụ nữ Trung Quốc. Khi so sánh phụ nữ Trung Quốc thì bạn phải chăm chỉ, nếu không cô ấy sẽ rất coi thường bạn và khiến bạn trở nên vô dụng. Phụ nữ Việt Nam dễ bằng lòng, không đau to bùa lớn, cô ấy sẽ nghĩ rằng bạn rất quyền lực và chỉ số hạnh phúc cao hơn nhiều. Nhưng phụ nữ Việt Nam không dễ kiếm việc làm ở Trung Quốc, vì vậy bạn chỉ có thể hỗ trợ cô ấy. Phía trên là một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề trên thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé!